Dương toàn quốc lần thứ 3 do Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam phối hợp với Đại học Thể dục Thể thao tổ chức tại Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 26 tháng 4 năm 1995. Bình chọn thống nhất đưa vào chương trình quy định chung của tất cả các võ phái cổ truyền trên toàn quốc. Hoành hữu tọa bạch xà lam hộ, tả hoành sát thanh lâm biên giang, phụ tử tương tùy hồi tàng địa hữu, sông quy